Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Tiến Lộc rất là vui, tinh thần rất là phấn chấn, thoải mái, nên là đã quyết định giới thiệu với các bạn một bí quyết giúp cho Tiến Lộc có thể lấy được phong độ rất là nhanh để có thể tham gia vào các vai diễn sắp tới của mình. Đó chính là sản phẩm viên uống tăng cân Maxgain. Đấy. Các bạn có biết không, công việc của Tiến Lộc là diễn viên nên là Tiến Lộc phải hóa thân vào các vai diễn của mình. Ngoài khả năng diễn xuất này cũng như là trau dồi cho mình thật nhiều kiến thức trong cuộc sống, Tiến Lộc còn phải luôn luôn đảm bảo được một sức khỏe tốt nhất và có thể có được một vóc dáng phù hợp với từng vai diễn của mình. Nhưng mà thật không may là trong thời gian vừa rồi ấy, thì Tiến Lộc đã gặp một trận sốt kéo dài. Phải 5-6 ngày sau thì Tiến Lộc mới cắt sốt được, nên là đã khiến cho Tiến Lộc sụt cân nhanh chóng. Phải nói là thân hình thì gầy gò hẳn đi này, mắt thì trũng sâu, mất ngủ, ăn không ngon và nói thật là sức khỏe giảm sút đi trông thấy. Nên là Tiến Lộc đã rất là lo lắng, bởi vì là sắp tới đây Tiến Lộc còn phải vào rất là nhiều các vai diễn cũng như là đi tham gia các chương trình, sự kiện, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc của mình. Bởi chính vì thế nên là Tiến Lộc đã có đi hỏi ý kiến của bác sĩ, và bác sĩ đã nói rằng là do Tiến Lộc cơ thể không thể hấp thu được tốt sau một quá trình ốm kéo dài, cũng như là bản thân cơ thể của Tiến Lộc cũng là một người rất là khó hấp thu dinh dưỡng, nên là bác sĩ đã giới thiệu cho mình sản phẩm viên uống tăng cân Maxgain. Bởi vì sao? Bởi vì là Tiến Lộc đã có hỏi rất rõ bác sĩ là hãy chọn cho Tiến Lộc một sản phẩm an toàn nhất, hiệu quả nhất. Đó, và đây chính là sự lựa chọn của bác sĩ dành cho Tiến Lộc. Và như các bạn có thể thấy đấy, thì sau khi sử dụng viên uống tăng cân Maxgain thì mình đã nhận được rất là nhiều lời khen từ anh em, bạn bè, gia đình cũng như đồng nghiệp và cả khán giả của mình nữa, và giúp cho mình cảm giác rất là tự tin khi mà tham gia vào các vai diễn sắp tới cũng như đi event, sự kiện hoặc là các cái công việc của chính bản thân mình. Theo như mình tìm hiểu ấy, thì Maxgain là một sản phẩm bồi bổ tăng cân giúp mà tác động trực tiếp vào ba yếu tố quan trọng nhất, đó chính là cảm giác thèm ăn, chất lượng giấc ngủ và quá trình hấp thu chuyển hóa chất dinh dưỡng trực tiếp vào các trong cơ. Nhờ các thành phần tự nhiên đến từ các bài thuốc quý như là nhung hiêu này, tảo spirulina kết hợp với lại các acid amin tổng hợp protein, giúp cho tăng cường cơ bắp, nâng cao sức khỏe, ăn tốt, ngủ tốt, từ đó giúp cho chúng ta có thể tăng cân một cách đều đặn nhất. Và Maxgain là được tổng hợp dưới dạng viên nang. Đây, thế là có thể cho các bạn xem. Đây. Đấy, viên nang nên rất dễ uống. Bây giờ thì Tiến Lộc sẽ uống luôn nhá. Một viên. Maxgain được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên nên Tiến Lộc rất là yên tâm. Bên cạnh đó, Maxgain còn được Bộ Y tế chứng nhận an toàn. Và ngoài việc giúp tăng cân thì Maxgain còn giúp cho người ốm có thể hồi phục được nhanh chóng và lấy lại được sức khỏe tốt nhất. Chưa kể là Maxgain còn dùng được cho cả trẻ em nữa. Mình được khuyên dùng Maxgain trong vòng 2 tháng, nhưng phải chia sẻ rất thật với các bạn là mình sử dụng sản phẩm chưa đầy 1 tháng thôi, mình được lên được hẳn 4 cân rồi. Đó. Sau khi dùng sản phẩm ấy thì mình cảm giác mình ăn tốt hơn này, ngủ tốt hơn, không còn cảm giác là chán ăn hay là cảm giác kiểu khó ngủ trằn trọc nữa. Và ngoài cái việc giúp cho mình ăn tốt, ngủ tốt thì Maxgain còn giúp cho mình có được một cái sự tự tin hơn trong công việc. Tinh thần thì lúc nào cũng sảng khoái, thoải mái, tràn đầy năng lượng, và vóc dáng thì đầy đặn, mạnh mẽ hơn, khỏe khoắn hơn. Đấy, nên là mình cảm thấy rất là vui, rất là tự tin từ trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Trên thị trường Việt Nam hiện nay thì sau khi mà Tiến Lộc tìm hiểu thì Tiến Lộc thấy có rất là nhiều sản phẩm giúp tăng cân, tăng cơ, nhưng mà chủ yếu là cho những người tập gym, chứ thực sự là Tiến Lộc chưa thấy có nhiều sự lựa chọn cho người bình thường. Và đối với Tiến Lộc ấy thì Maxgain là một trong những sản phẩm tiên phong trong lĩnh vực này. Không những thế thì Maxgain còn có một cơ chế giúp tăng cân rất là toàn diện, an toàn và có một hiệu quả rõ rệt. Đó, và đối với tất cả những người giống như Tiến Lộc ăn mãi mà không lên cân được ấy, thì Tiến Lộc khuyên một điều nhá, là các bạn hãy tìm đến với Maxgain. Và lời cuối cùng thì Tiến Lộc xin được gửi tới tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn gặp vấn đề về hấp thụ dinh dưỡng, ăn mãi mà không thể béo được giống như Tiến Lộc ấy, thì luôn luôn có được một sức khỏe thật là tốt này, ăn tốt, ngủ tốt và giữ được một vóc dáng khỏe khoắn, đẹp. Đó, xin chào và hẹn gặp lại. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính,
thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.